Chào các bạn, lại đang có mặt tại quán cà phê mèo Cafe ở quận Nhất. Ở quận Nhất thì có hơn 40 bé mèo thuộc các giống mèo nhà khác nhau. Và trưa nay cũng được rất nhiều tham gia cho mèo ăn thịt sớm nhất. Nếu các bạn đến vào thứ bảy hoặc chủ nhật thì các bạn có thể tham gia cho mèo ăn chung. Vé vào cửa của cà phê mèo Cafe là 98.000 một người, đã bao gồm buffet, đồ ăn, đồ uống, hơn 30 món tự chọn, không giới hạn thời gian. Rất mong mọi người đến ủng hộ các bé mèo của Cafe ạ. À.